sẽ xịt thêm rồi tốn này để xài nước mắt. Ở trong mình thấy cái đứa nó làm việc đi, đứa tập đấy. Làm gì? Lấy em chị với trong cặp chị Ly ơi, lấy em chị Ly. Giọng Ly ghê quá Ly à. Lấy hả? Ừ. Cái này ông quá nè. Không thanh thoát quá. Ủa lấy chị với hậu trong cặp chị á, trong cặp chị á. Rồi ăn được rồi. Cái chú buồn. Cái chim mà chú ghê đó trời. Con chim không? Cái ly cái chú là đúng về đúng rồi chú. Không mấy bữa do cũng xin tự cho tự xưng chú mà. Tự xưng chú cha mà. Mùi hồng đó à.
Lisa, Lisa. Bởi như bạn đi làm bình thường à? Dạ, hết tuần mình nghe đi chị. Bữa nay làm việc nhiều không? Gặp nhiều, cuối làm cũng nhiều. Bạn làm bên đất nữa đó hả? Dạ. Nay được chưa? Làm lại được chưa em? Dạ, cũng ổn 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 nha. Ổn hơn đợt vừa rồi đúng không? Dạ, đủ sống. Giàu với đủ sống chứ. Hồi trước giàu rồi đúng không? Chị rồi mà đủ sống nè. Chị lai rai. Chị nghĩ ra năm lên lại. Yeah. Năm ổn kinh tế rồi là lên lại thôi. Chứ ai có tiền mua được nè. Cái này. Mũi em hồi xưa chờ không bao giờ hết được. Dạ. Cái loại này chịu. Cà lê cũng thích, con nít hả cà lê? Dạ. Cà lê thích nít hả? Thích không? Thích chứ. Hồi xưa em thích mà sao không biết ngày qua thấy gì vlog cầm kia mà áo khác mà cái mặt ăn vui lắm. Ừ. Méo méo mà sợ hả? Không có gì cũng sợ sợ vui dễ sợ. Hôm là lúc hôm lo làm ra cái ly hôm qua không tự tin bà làm. Cái ly thác cái ly sợ hả? Kiểu làm cho người nhà mình kiểu họ tím hậu hộp hơn đúng không? Mà tiêu vô khắc liền luôn. Đỡ hẳn luôn. Ai hẳn sâu ở nhà ai hẳn sâu ở trên. Chị đi đường đi lên. Ừ đi lên của con đó em. Wow. Ta chưa lấy kim mà. Cái mũi xong mà hai cái bị đeo rồi đó. Bao cần kiếm. Đưa cái mũi hai cái. Ở
Con này mới miếng. Hai cái này kìa. Dạ, dạ, dạ chị, dạ. Mình đứng hình. Hầu chắc tao bấm cái cục sẹo này cho rồi. Mà chết cha, trừ tết rồi không bấm được. Ra năm đi. Ra năm chị bấm sơ cho em nha. Trừ bấm không lành kịp. Bấm không hả? Ừ, bấm đỡ lắm. Bấm tạo vết thương á. Mà lo làm cho nhiều người rồi, đỡ rồi. Bấm cái lỗ luôn. Bấm mấy mấy hai bên. Thế là nặng cái kia nữa.